Hello, hello, chào tất cả các bạn. Mình là Phú của kênh Blue AG ha. Hôm nay là những ngày đầu năm, chắc clip này sẽ lên đâu khoảng đó tháng 2, chắc là qua năm mới luôn rồi. Thì mình sao ta? Chiếc này rất là nhiều đặc biệt. Mình không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Nó rất là nhiều thứ. Nói chung là chiếc này mình làm để thỏa đam mê. Nguyên nhân tại sao mình nói là thỏa đam mê? Bởi vì chiếc này mình lượm toàn những thứ độc lạ, những thứ hiếm mà dạng lý mịch không à. Để làm lên chiếc này mình tốn hết khoảng hơn một năm để săn từng món, từng thứ đó nó phải mix lại được với nhau, nó kết hợp lại với nhau mà tất cả những món này đều là dạng độc lạ không. Thì bây giờ trước khi mình vào chi tiết món này, chiếc xe này thì mình sẽ để anh Media quay hết một vòng chiếc xe, sau đó mình sẽ vào chi tiết ha. Chiếc này phải biết bao nhiêu thứ mà kê ta. Quá nhiều món liệt kê. Thực ra là mình ấp ủ cái chiếc Hammer In mà đa năng này á từ rất là lâu rồi. Từ hồi giữa năm trước rồi. Thì mình đã rất muốn mình tìm những cái hàng mà dạng limit á, để mà làm một cái chiếc đặc biệt để mà kỷ niệm. Nói chung là quá trình mình chơi eBay rồi mình bắt đầu kinh doanh eBay thì mình đã thấy rất là nhiều món. Trong đó có một số món mà nó hằn sâu vào cái tiềm thức của mình. Mình rất là muốn phải làm một cái eBay về nó. Phải làm sao mà lên được eBay với những cái món đồ như thế này nè. Mới đã nè, xe này mới độc nè, xe này mới đỉnh nè, xe này không bao giờ đụng hàng. Thì trong cái này có gì mà mình thích đến như vậy? Thì bây giờ mình sẽ bật mí cho các bạn ha. Đầu tiên trong này nó sẽ có hai thứ. Cái thứ nhất là cái bộ đùm số hàng limit. Và cái thứ hai là cái động cơ hàng limit. Hiện tại á, bây giờ mình sẽ nói trước cái bộ đùm số này ha. Đây là bộ đùm số 4 switch của Shimano. Shimano bây giờ người ta sẽ làm là 3 switch, 5 switch, rồi 7, rồi 8, rồi lên tiếp nữa là 11 switch. Nhưng mà tại sao có con này 4 switch ở đâu ra ta? Nếu mà bạn nào tìm hiểu á, thì bạn sẽ tìm thấy đó là con Shimano 4 speed này á, nó sẽ không bao giờ nó làm cái loại bình thường, mà nó là dòng đi, dòng automatic. Nó có điện và nó chuyển số bằng điện luôn. Nó cảm biến theo tốc độ đạp của mình mà nó chuyển số sao cho nó phù hợp. Và cái dòng này hàng limit, bây giờ nó ngừng sản xuất hoàn toàn rồi. Bây giờ hàng chỉ có đi xăng thôi. Và bây giờ nó rất là hiếm. Con này lúc mà xuất xưởng giá nó đâu đó rơi vào khoảng là $250 thôi. Nhưng mà bạn biết không, để sở hữu được con này mình bỏ ra số tiền gần $400. Có nghĩa là giá trị nó muốn tăng gần gấp đôi. Có nghĩa là con này mình mang nó về Việt Nam, mình bán hòa vốn thôi là đã 8 triệu mấy rồi. Con này thật sự là rất là hiếm hàng. Đồ phụ tùng thì thay thế thì có sẵn nha. Bởi vì nó dùng dòng 4 speed thì đồ phụ tùng của nó, bởi vì nó hiếm người chơi ấy, nên đồ nó vẫn còn nhiều để thay thế. Nhưng mà mua nguyên một bộ mà có 4 speed dòng đi mà automatic này á, giờ kiếm rất là khó. Mà nhiều khi là càng giữ giá về sau á, càng ít đi nó lại tăng giá đó. Nhiều khi bạn nào mà thích con này quá mua và năm sau nó lại tăng giá nữa đó. Thì con này nó có cái gì đặc biệt ha? Thì để mình miêu tả về nó, cách vận hành của nó luôn. Đây, con này là con 4 speed dòng đi ha. Nó dùng cái hệ thống thắng là hệ thống thắng bi. Cái con bi này là bi mà có tản nhiệt ha. Bởi vì những cái con đùm số nó quá xịn sò, nó quá mắc tiền thì mình cũng không tiếc gì thêm một số tiền nữa mà để mà đầu. Thì thắng bi có rất là nhiều loại thắng. Thắng bi mà nó âm bên trong này nè, nó một cục rất là nhỏ gọn cũng có. Nhưng mà hiệu năng thắng nó sẽ càng thấp. Cái nào mà nó thắng bi mà cái lá tán nhiệt này nó càng bự ấy, là dòng càng hiệu năng cao. Và dòng hàng hiệu năng cao thì khả năng thắng nó rất là ok. Bởi vì nó thắng bi nó phụ thuộc vào cái nhiệt độ thay đổi của bi. Bi mà càng thay đổi nhiệt nhanh á, thì khả năng bị bó dính bánh rồi nó khả năng mà ôm đì cái xe lại ấy, nó càng thấp. Còn cái nào mà bóp thắng mà nó vẫn không thay đổi nhiệt độ á, thì cái thắng đó nó càng an toàn, càng ok mà càng sử dụng lâu dài được. Thắng nằm bóp mà nó tản nhiệt nhanh lắm, nó ra nhiệt độ nhanh quá là cái tỷ lệ thay bi nó cao, mình sẽ sử dụng nó không có bền. Rồi đó là cái phần thắng thôi ha. Mình đi vô trong phần số này nè. Phần số này nó sẽ có 4 số.
thường là mình thấy cái loại đùm cỡ kích thước này nè là 3 số. Nhưng mà cái đùm này nó đặc biệt là nó là 4 số nhưng mà kích thước y chang số. Và nó sẽ không có dùng một cái sợi dây nào lên cái hệ thống hết ha. Dây nó sẽ là nằm đến đây thôi. Cái bộ này là bộ điều khiển thông minh của nó nè, con IC nằm trong này. Cái con IC nằm đây nhưng mà cái cảm biến là sẽ nằm đây. Cảm biến thì bên mình làm. Bởi vì cái con này nó cảm biến này nó làm theo cái loại mà chụp máy hơi dẹp. Mà cái khung mà dùng nó gắn con này hầu như bây giờ tiền không ra cái khung này nữa. Bên anh dùng là bên mình đang hiện tại đang tạm độ chế như thế này. Thì sắp tới bên mình sẽ tìm cái phương án nào mà độ chế chỗ này nó xịn hơn, nhìn nó đẹp hơn mà nhìn nó gọn hơn nữa. Hiện tại cái độ chế này bản thân mình thấy nó cũng chưa ok lắm, chưa ok về mặt thẩm mỹ lắm. Thì nó sẽ có một cái cảm biến ở đây như mình nói. Thì cái 500 này nè, cái 500 này sẽ đi ngang qua cái cảm biến này, ngang qua cảm biến này. Thì khi mà cảm biến nó nháy một lần á, nó sẽ tính là một vòng quay. Dựa trên cái kích thước cái bánh này mình setup á, sẽ setting trong cái hệ thống á, thì nó sẽ biết là bao nhiêu km trên giờ. Từ đó mà nó thay đổi cái hệ thống này. Đây là cái một cái cụm lẫy số, có nghĩa là nó trong này nó sẽ lẫy. Nó mỗi lần nó lẫy thì nó sẽ đi thay đổi cái trục bên trong, thay đổi cái trục bên trong để đi đúng cái số đó, theo đúng cái bước tốc độ đó mình setup sẵn. Nó rất là xịn á. Thì lát nó xịn như thế nào á thì mình sẽ đá trống mình để cho nó quay to tốc độ rồi bạn sẽ nghe cái tiếng tạch 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 mà chuyển số e. Ôi nghe nó xịn lắm, nghe nó rất là hài tách. Tiếc là bây giờ nó không còn bán nữa. Thật ra mình định là kinh doanh á, mình sẽ mua cái này khá là nhiều về, bởi vì mình thấy cái nhu cầu mà sử dụng cái này á, tương đối là nhiều. Có những anh khách mà qua đây á, lần đầu tiên chơi và đúp âm á, thì không biết cách chuyển số sao cho nó phù hợp á, cũng không biết giả tốc độ nào cho cái số nào đó. Nên nhiều khi mình xài mình chỉnh số mà nó không đúng á, hay là mình đang đứng yên mà dùng cái số mà đi tốc độ cao á, thì rất hay bị để cái răng bên trong, mẻ cái răng bên trong. Nhiều khi những cái bộ số đó nó rất mắc tiền đi, như ví dụ 8 số đi, 11 số đi, những cái bộ đó mười mấy triệu. Mà chỉ vì bị hư, chỉ vì cái lỗi đơn giản như vậy thì rất là tiếc. Thì cái việc mà mình sử dụng trước cái những cái con như thế này, muốn dùng cái bộ chuyển số điện á, thì mình sẽ nghe, mình sẽ hiểu được cách xe nó vận hành. Mình hiểu được cái cách mà mỗi lần nó chuyển số theo tốc độ nào nó phù hợp. Rồi mình tập theo cách sử dụng mà nhà thiết kế nó thiết kế sẵn cho cái động cơ ô tô trong cái đùm số ô tô này nè. Rồi mình quen rồi mình sẽ sử dụng rất trơn tru ha. Thì các đặc điểm đó nó sẽ giúp cho cái việc là chuyển số trong này nè. Nó có chế độ là đi, DS với lại chữ M. Thì lúc mà mình chuyển cho dùng chữ M thì nó sẽ chuyển số bằng cái cần này luôn, bấm nút lên nút xuống. Thì nó có giống như là chuyển bằng tay á. Thì khi mà dùng bằng tay á thì buộc là mình phải quen, mình phải hiểu khi nào mình số thấp, khi nào mình số cao. Khi nào mình số thấp có nghĩa là cái số mà dùng để chuyên mà leo dốc á, hoặc là chuyên dùng để đang đứng yên mà di chuyển á, mình nên dùng những số đó. Là những số nào mà phải có đà, phải có chớn thì mình mới dùng. Thì mình phải tập quen dần ha. Bởi vì cho dù cái bước số nó ít, chỉ có 3-4 số này thôi, nhưng mà mình để sai thì nó vẫn có thể bị bể, bị mẻ. Cái con này là khi năm con này mình mua từ hồi năm trước luôn nữa. Để săn được con này mình phải xếp hàng đợi, bởi vì cái bên đó nó có một cái cửa hàng nó thanh lý bốn con cuối cùng trong cái đợt hàng mà cuối cùng của dòng này luôn. Thì mình khó khăn lắm mình mới xin được một slot đó rồi mình mua mà đã được nhận được hàng này mất cả tháng. Nguyên nhân là thời điểm mà mình mua đó là dịch nó vẫn còn nó thành ra đợi một món hàng mình nôm nớp mình chờ rồi mình nhận được món hàng xong mà không biết gắn xe nào đấy. Bởi vì mình nhìn đi nhìn lại cái xe nào mới xứng đáng để gắn nó ta, xe nào mới đặc biệt để gắn được nó ta. Thì sau đó một thời gian mình vô tình mình lượm thêm được một thứ này xịn sò nữa, một thứ mà cũng cụ giống như là limit ấy. Cũng bây giờ là cũng là hàng hiếm rồi, bây giờ mà tìm được cái dòng này nó cũng là khó khăn lắm. Thì đâu thì cái thứ khó khăn tiếp thì đó là cái cục động cơ này, cái con động cơ của ba phan. Ủa động cơ ba phan có gì đâu mà hiếm. Hiếm ở chỗ này nè, hiếm chỗ có mã M300. Cái mã M300 là cái mã trước cái mã M420. Cái mã M420 là cái mã hiện đang phủ hết cái bề mặt của cái phân khúc mà giá rẻ âm khung. Thì cái 420 bây giờ đi đâu cũng thấy. Nhưng mà có điều là giờ mà tìm được con M300 này là mỏi mắt luôn. Bây giờ bởi vì để nó nhường sân cho 420 thì nó phải ngừng cái đời của M300. Mà giống như iPhone á, thì cái mã M300 là mã cao cấp nhất của cái dòng cũ. Thì cái mã M400 á là mã thấp nhất
của các cái dòng mới. Bởi vì khi mà mã lên mã M420 thì nó còn có mã M500, M600 đó. Còn trước cái mã M420 nè thì chỉ có đúng một con này, đó là một con M150, mà M150 còn chết cùng sớm hơn nữa. Thì cái con này là dòng cao cấp nhất của cái thời điểm đó, trước khi mà nó đóng để nó nhường sân mới cho cái dòng tiếp theo 420, 500, M6. Thì đặc điểm của con này là cái công suất của nó, cái công suất của con M30 này nè, nó tương đương với con M420 về mọi thứ luôn. Có nghĩa là dòng cao cấp của nhất của nó thì nó còn nó tương đương với dòng thấp nhất của cái thế hệ tiếp theo. Thì nó là công suất là 350W. Rồi cái công nghệ là tọc quét sensor, cái công suất mà dòng đạp á, dòng Newton á là 90 Newton. So với hiện nay thì mấy con như M420 nữa, tuy là nó có cải thiện và nhiều thứ, nhưng mà nó lại giảm cái con tọt, giảm cái sức tọt đó. Thay vì con này là 90 Newton/m/s, thì con kia, con M420 hiện tại bây giờ chỉ còn giảm công suất xuống 80 Newton. Thành ra khi mà mình leo lên mình ngồi con này, bởi vì lát nữa mình sẽ giới thiệu thêm trong một clip khác sẽ giới thiệu thêm cái con M420. Lát nữa bạn sẽ lên luôn, mình sẽ cho một bạn nhân viên mình lên ngồi, bạn sẽ thấy được sự khác biệt giữa cái bứt tốc của con M300 này so với con M420. Tuy là con này bánh 20 inch nha, lát nữa bạn mình sẽ cho bạn thấy là tuy bánh 20 inch mà bứt tốc cũng nhanh khủng khiếp luôn, cảm giác đạp rất thích. Và hàng này đã là gì của hàng limit nữa. Rồi tất nhiên là đã chuẩn bị bán cho các bạn hàng limit này thì đồ phụ tùng của con M300 này mình đã cũng chuẩn bị sẵn rồi, chắc chắn là sẽ an tâm khi mua, không có lo vì là hàng limit mà không có phụ tùng thay thế. Thì cái con này mình săn sao ta, mình săn ở dạng mà đấu giá, có một trang mà chuyên đấu giá hàng mà hàng tồn kho, thì hàng tồn kho tất nhiên là đẩy giá tốt rồi, nhưng mà khi mình mua mình đấu giá xong đẩy giá qua đẩy giá lại, mình đến khi mình mua mà giờ tay mình thật sự thì cái giá nó còn mắc hơn cái con M420. Đúng là mua cho mấy cái hàng mà lý mình đặc biệt thì phải chịu chấp nhận những cái phí mà nó lãng lãng vậy. Nhưng mà đến khi mình mang về xong mình gắn lên xe được cái con xe này luôn nè, rồi cảm giác cái cảm xúc nó khó tả lắm, đã lắm, cảm giác giống như là mình tìm được cái chân ái cuộc đời ấy. Ngồi lên ngồi xe mà lướt mà tốc độ nghe nó tự động mình không làm gì nữa, xong rồi nghe cái tí âm thanh mà cái bộ số automatic này nó chuyển ấy. Không có gì để nói, phê lắm. Cảm giác giống như có người thứ hai đang phụ mình làm mọi thứ cho mình, mà chỉ có việc mình trải nghiệm cái hành trình mình đi thôi, thích lắm. Rồi bây giờ mình lên những cái option cơ bản của cái xe này ha. Thì cái form xe này là một con xe 20 inch dòng gấp gọn ha. Mình làm chiếc này để mục đích là cho những anh khách nào mà có cái nhu cầu mà hay đi du lịch hoặc không đi du lịch nữa, là thì ở trong cái khu vực nội khu thành trong mấy khu cao cấp nó xịn, có công viên, có khu vực mà đi xe đạp, nên mà cần một cái xe nhỏ gọn để mà đi trong khu vực người ta đi bộ á, thì những xe này nó mới đi nó hợp lý. Còn mà xe to quá đi vào khu vực đi bộ rất là ngại, rất là kỳ. Bởi vì mình đi mà sợ mình phải vướng người khác nữa. Thì đối với những ai mà hay thích đi du lịch thì con này mang ra ngoài khu du lịch sinh thái đó, đạp đi vòng vòng Phú Quốc, đi vòng vòng Nha Trang thì trời ơi, rất là thích, rất là đã, rất là feel, cảm feeling. Thì những cái con này nó có một cái gờ đây nè để gấp lại, và dây nhỏ trong này mình đã tinh chỉnh, đội ngũ mình tinh chỉnh làm sao nó có thể gấp gọn mà không ảnh hưởng gì đến dây, và nó giấu dây hết tất cả bên trong ha. Rồi đi lên phía trước, đi phía trước thì mình có một cái phuộc của Magic. Cái phuộc này không phải là phuộc E ha. Trường hợp mà phuộc 20 inch này mà phuộc E mình khá là khó tìm đồ. Hiện tại phuộc 20 inch mà E thì cũng có, nhưng mà giá nó lại gấp đôi cái phuộc bình thường 26, 27, 29 inch ngộ vậy đó. Cái phuộc mà nhỏ nhỏ lùng lùng nhìn cả mấy con này nè, không hiểu sao mà cái giá nó cao mắc hơn rất là nhiều so với những cái phuộc mà dùng cho các xe lớn. Nên thành ra đã giảm chi phí thì mình lên cái phuộc Magic này ha. Không phải là cứ không phải E mà nó tệ ha, con này rất là ok, bởi vì giá nó cũng không phải mắc, đâu không phải rẻ đâu. Giá của cái phuộc này lên đến 1,2 triệu. So cái vật chất mà để làm ra phuộc này chắc bằng nửa giá và bằng nửa số lượng vật chất của cái phuộc khác rồi, nhưng mà giá thì không thua ha, giá không thua thế nào. Rồi lên tới nữa thì mình sẽ có, đã có xe gập gọn thì cái tay cũng phải gập gọn được ha. Cái tay này tay gập gọn nè, tay nó sẽ bẻ qua hướng này. Đây mình bẻ cho bạn coi ha.
cái này xong bẻ này. Cực kỳ gọn cái xe luôn. Lúc đó bao giờ mình muốn đi đâu đi mình bỏ vô xe ô tô mình làm mọi cái, rồi ví dụ như là mình vừa chở đồ vừa chở hàng vừa chở cái xe luôn, đến nơi đó mình chơi thoải mái. Rồi lên tí nữa thì mình sẽ có một cái tay lái ha. Tay lái này là tay lái của kiểu cánh chim ha. Tay lái này kiểu city. Cái này đi rất là đỡ mỏi đỡ mệt. Để mình lên mình xem mình ngồi cho bạn coi ha. Cảm giác lái, cảm giác cầm rất là thoải mái ha. Cái kiểu này, bởi vì cái xe này xe 20 inch. Các đặc điểm của xe 20 inch là khoảng cách từ cái trục cổ nè cho đến trục yên nè, nó sẽ ngắn hơn những cái xe bình thường. Ví dụ như xe bình thường mình ngồi nó phải thẳng tay. Thẳng tay thì mình mới bắt đầu cả là đúng cái form xe. Còn đối với xe 20 inch thì khác. Xe 20 inch với lại xe CTT mà nữ á, thì thường mà khi mà lái xe mình lại không thẳng tay mà lại sẽ hơi cong tay này một tí. Thì cái này nó form chuẩn của nó ha. Rồi đây là cái màn hình điều khiển của nó. Màn hình này là màn hình 3 màu. Loại màn hình này thì sẽ dùng cái giao thức là giao thức cam ha. Giao thức cam là giao thức mà cái đầu gắm của nó là hình tam giác á, chứ không phải đầu tròn. Rồi bên này là bộ điều khiển, công tắc đèn còi xi nhan. Ở cái bên này là hình như là kỹ thuật mình lắp hơi bị ngược đầu rồi. Cái kèn mà đi lại đi lên trên, cái này là sơ sót kỹ thuật. Có gì mình sẽ kêu team kỹ thuật làm lại cái này ha. Bởi cái bạn đang cười nha, sơ sót. Rồi dưới nữa là cái bộ đèn còi xi nhan này. Này là vừa sáng mà nó sẽ có vừa còi nữa. Đây mình mở cho mình coi. Sáng lắm ha. Mình sử dụng mà đi ăn đêm là thôi rồi đúng bài. Còi nè, chưa có còi luôn. Cái này là phải kêu cái anh kỹ thuật coi lại rồi. Sorry các bạn. Rồi cái bộ đầm xấu sau là của Shimano thì các bạn biết rồi. Nhưng mà cái đầm trước của nó là đầm của Wado. Nói chung là mình đang tìm cách là mình mix cái đồ lại nó hợp lý nhất có thể. Thì cái sau là màu bạc rồi. Thì phía trước mình cũng tìm một cái màu bạc. Nhưng mà tìm không ra được cái đầm nào của Shimano màu bạc mà có số lỗ tương ứng số vành á. Nên mình chọn cái đầm của Wado ha. Đầm này là đầm tháo nhanh thắng đĩa. Còn cái thắng đĩa phía trước là thắng đĩa dây. Mà nó khá là ok ha. Thắng đĩa dây này cũng khá là mắc. Một cái tháng trước này không là giá là 330 ngàn. Và này nó mạ kiểu màu titanium mà. Nhưng mà không phải titanium đâu nha. Nhìn là nó đồ titanium. Mà sao mà rẻ vậy? Mất công mấy anh mà dùng đồ em nó nói chơi đồ fake mà không chịu nói nữa. Bàn đạp Live Pro. Bàn đạp Live Pro này thì bên trong này là bạc đạn, nó rất là bền. Nói chung là về sau này á, không biết là bạn nên mua bất cứ cái đồ gì mà của xe đạp mà liên quan đến việc mà xoay tại chỗ á, ví dụ như là cổ nè, bộ chén cổ nè, rồi cái này, hoặc là ví dụ như là bạn chơi xe đạp thần đi rồi sẽ có cái trục giữa nữa, thì bạn nên mua những cái gì mà liên quan đến bạc đạn thì nó sẽ bền hơn là mình chơi ghi bi rớ. Thì nó, nếu mà bi rớ hàng mới á, thì nó cũng sẽ chơi giống như bạc đạn thôi. Nên đặc điểm của bi rớ là khi mà đã vào vô nước thôi là tới bằng ngày à. Ngày hai ngày bắt đầu là nó sẽ cấn, nó sẽ ra ten, nó sẽ bị oxy hóa bên trong. Và khi mà đã bị oxy hóa mà mình còn dùng nó nhiều quá là cái oxy hóa nó sẽ đi chỗ khác. Rồi nó sẽ làm cho cái bề mặt trơn của nó không còn trơn. Cái hiện tượng nghe kí 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 kí. Rồi kẹt. Mình để lâu ngày mình không xử lý nha. Là nó ra một đống. Cái mà cái ten đó mà nó ra một đống rồi là bắt đầu dính cái bánh xe luôn. Dính cái bàn đạp luôn. Nhiều khi mình đạp tới dòng này đáng lẽ là phải gì đây đúng không? Nhưng mà nó sẽ đứng. Ví dụ nó xuống dưới nó phải gì đây đi ha. Mà không gì đây mà nó dây nè, mà nó không chịu nhả lại luôn. Rồi lúc đó là rất kỳ, giống như ngày xưa mình còn thì mình hay đi mấy cái xe kiểu thống nhất ngày xưa á, cái gì cũng là bằng đạn hết. Dính cái vô cái trường hợp là đang đạp xong, ủa sao nó không xoay. Điều xong mình phải thả chân ra cho nó đi quay là một vòng lên đúng như này thì nó lại quay nằm ngang này, mà lấy lực trên này mình đạp xuống. Nói chung nói đến câu chuyện đó rất là buồn cười à. Nhưng mà tốt nhất là hiện tại bây giờ cái thời thế nó khác rồi. Cái mọi thứ về liên quan đến bạc đạn nó cũng rẻ rồi. Giờ bạc đạn công nghiệp làm chỉ còn có 3.000-4.000 cái bạc đạn công nghiệp chứ mấy. Thì mấy hãng này nó giờ nó làm dùng cái bạc đạn công nghiệp, rồi nó tinh chỉnh thông số đó mà dùng cho máy này thì rất là bền, mà còn rẻ nữa. Một cặp bàn đạp Live Pro này thì giá nó chỉ rơi vào khoảng là 200 mấy. Nói chung là nó cũng rất là xứng đáng.
Nhưng mà không nên thiết tiền mình mua mấy cái bàn đạp đồ nhựa rồi dùng bi rớ 60 ngàn. Mình khuyên thật, mình không chơi đồ của hãng này hãng kia ha, nhưng mà thật sự là bi rớ nó không thể nào so bằng được với lại cái bàn đạp, tốt nhất lên bàn đạp. Rồi xong về cái xe ha, thì bây giờ mình sẽ vào cái quay một số thứ đặc biệt mà chỉ khi nào vận hành thì mình mới thấy. Thì đầu tiên là mình sẽ quay được cái màn hình này ha. Cái thứ hai nữa mình sẽ quay cho các bạn coi cái cách vận hành của cái bộ số tự động này. Thì bây giờ mình sẽ để cho anh camera setup một cái, rồi xong rồi mình sẽ quay cho bạn coi ha. À, đây là mẫu của mình ha. Mẫu của mình cao 1m7 mấy Khang? 75. À, 1m75. Hard boy 75. Rồi thì giờ bên mình sẽ làm cái review chạy của em đó ha. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn bạn Khang mở, là coi như một bạn Khang là một người mới ha. Thì đầu tiên giờ mở cái đồng hồ xe trước đi. Rồi giờ Khang chọn mức trợ lực từ từ lên từ từ ha. Khang đi từ mức 0 lên mức 5 luôn ha. Thì bây giờ tim sẽ quay. Còn cái hệ thống này là hệ thống tự động nè, mình sẽ không tinh chỉnh ha. Mình sẽ để sẵn nó ở đô DS. Ha, DS. Nó sẽ đo tốc độ, bắt đầu nó tự động chuyển số. Giờ mình bắt đầu quay action bạn ha. Tới đó quay phải nha. Tới đó quay phải qua hai cái cầu, xong rồi tìm cách hụt đầu xe lại. Rồi dòng đầu xe lại tới đây quay vô đây nè. Rồi. Rồi lên tốc độ từ từ đi. Rồi các bạn có thấy cái đoạn mượt nữa ha. Đó các bạn nghe tít tít không? Không biết các bạn mà coi camera bạn có nghe thấy cái âm thanh tít tít của hệ thống chuyển số nó tự động thay đổi không? Xe đó. Thì bây giờ hiện tại bộ này là bộ 4 số. Sắp tới mình sẽ làm thêm một cái option, một cái xe khác nữa, lên cái bộ 8 số automatic điện. Thì chiếc đó là mình làm cho mình luôn ha. Lâu quá rồi mình chưa có một chiếc xe nào của riêng mình, thì mình rất thích cái công nghệ mà automatic. Nó rất là bền, nó rất là điện đại, mà nó một cái gì nó hay tách trong xe nữa. Nó là ok ha. À, cái âm thanh ha. Cái âm thanh mà automatic nó chuyển số ha, nó chạy nghe tập. Tít. Thì giống như nãy mình định nói là cái năm tới mình sẽ làm một con cho riêng mình ha. Một con 8 speed automatic, lò phán đĩa, Unfire. Khi mà mình tìm hiểu nhiều về cái đầm số thì mình rất là thích cái automatic, giống như công nghệ tiên tiến nhất của nó hiện nay á. Thì sau cái con 8 số thì mình sẽ làm những con 11 số. Rồi mình sẽ nhập thử cái con mà được mệnh danh là ông trùm của đầm số, một thương hiệu của Đức ha. Cái thương hiệu đó thì khi nào mình bắt đầu làm mình sẽ nói. Mà không nói trước, bởi vì giá của con đó, cái bộ đó rất là mắc. Cái bộ đó nếu mà mua bộ thôi là bằng mua cái xe xịn khác rồi, đến 36 triệu, chưa tính phí nhập. Còn đó nếu mà nhập về chắc nó cũng sẽ rơi vào khoảng là 40 mấy. Thì đến khi nào mình đủ khả năng mình làm thì mình sẽ báo lên cho mọi người biết ha. Mọi người mà tìm hiểu về con đó mọi người sẽ rất là sốc về cái giá. Ủa, nhìn bước ra mà ha. Tại mà mình thiếu xe nên dùng xe xăng nạp theo xe điện. Xe điện không có tiếng ồn mà xe xăng ồn quá. Đấy. Cái dáng ngồi rất là thoải mái ha. Con này là con mà chuyên dùng đó, mà đi du lịch rồi đi vòng thành phố ha. Cái con người rất là thoải mái. Người mẫu của mình là 1m7 ha. Rồi bây giờ chắc quần thêm một lần nữa là quần lại ha. Đây, mẫu mình nè. Cái form xe này thì nam nữ đều đi được hết ha. Nhưng mà cái form xe này mình nghĩ là thật sự là rất là thích hợp cho mấy chạy đi làm văn phòng hàng ngày.
chở con chở cái, bởi vì xe này có gắn được ba ga thoải mái ha. Chở con chở cái rồi không gian phía trước nó bước chân qua bước chân lại nó rất là dễ. Cái form xe này xe gấp nhưng mà nó không có kén, nó không có kén người. Mặc váy, mặc công sở rồi đi rất là ok. Tốc độ này không thua gì xe máy nha, đạp rất là thoải mái, không có thở dốc ha. Giống này nè, mỏng mình đạp nãy giờ không thấy mệt. Đây, phục của nó là hoạt động rất là ok nè. Phục Magic tầm số thắng bi, phía trước thắng đĩa, phía sau thắng bi, nhưng mà nhìn nó rất là ok, nó rất là mix với nhau, rất là ok, nhìn giống như là hai thắng đĩa chứ không phải là một thắng đĩa một thắng bi. Cái bộ số tự động của nó là một cái nét đặc biệt trên cái khung xe ha, nhìn rất là chất ha, nhìn nó không đụng hàng. Thấy con xe nằm có cái cục này là biết là một đồ xịn rồi. Đạp sung hơn nữa được không? Xem cái max spec thơ chỗ nào. Rồi. Nè nè nè. Ồ. Nó ra. Ở đây. À, mẫu nhà mình đang gồng cơ chân hybrid kìa. Rồi, chuẩn bị quay lại ha, quay lại xưởng ha. Đây là khu vực mà bên mình hay test xe ha, đây là khu vực Miyuki Bắc. Nên khi là bạn nào mà qua đây lần đầu tiên là tìm bên mình thì cứ đi xuống cầu cô trái ha, đi giống như bạn nhân viên mình đang đi nè. Các bạn sẽ thấy một cái cửa hiệu về xe đạp có logo Blue Energy thì chuẩn bị tới rồi ha. Các bạn sẽ thấy khu này khu đô thị Nhật nên nó rất là sạch và rất là rộng, rất là mát ha. Đây Blue Energy. Đây khu vực của mình ha, bản Blue Energy.